Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 10 tháng 3, thời tiết tại miền Bắc mưa rét với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 12 độ C. Cùng với đó, dự báo mưa phùn sẽ quay trở lại. Còn tại miền Nam, tiếp tục kéo dài chuỗi ngày trời nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết thêm, đêm ngày 10 tháng 3 và sáng ngày 11 tháng 3, Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, sau mưa vài nơi. Từ 13 đến 17 tháng 3, Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Ngày 10 đến 11 tháng 3, khu vực này trời rét, sau đêm và sáng trời rét. Bắc và Trung Trung Bộ từ 11 đến 12 tháng 3 mưa rải rác, phía Bắc sáng và đêm trời rét, các khu vực khác ngày nắng, trong đó Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Còn thời tiết biển, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc đến đông mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Sau đây là dự báo thời tiết, chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 10 tháng 3. Hà Nội, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ C, Tây Bắc có nơi trên 23 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ C, vùng núi từ 12 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc mưa nhỏ rải rác, phía Nam mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 20 đến 23 độ C, phía Nam từ 23 đến 26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C. Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nam Bộ, ngày nắng, miền Đông nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, miền Đông từ 35 đến 37 độ C. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mây, không mưa, ngày nắng nóng, tối và đêm trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.